À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lược La Mã 2. Mình là Tô Tân qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Seleucid, một trong những đế quốc hùng mạnh và mạnh nhất thời Trung Cổ. Với nếu như mình theo đánh giá của mình thì đây là một faction toàn diện nhất trong bản Rome 2, khi nó có đầy đủ tất cả các loại binh chủng quân và tất cả các loại binh chủng quân của nó đều thuộc dạng mạnh nhất của game này. Vâng. Các bạn có thể chơi, các bạn sẽ biết nếu như đến lính đời cuối và kể cả lời chung này của nó cũng đã rất mạnh rồi, đúng không? Các bạn xem cái trận đánh của mình đã thấy rất mạnh rồi. Ở tập trước thì mình dùng cái kế gọi là kế hoãn binh. Khi mình không để cho hai thằng đệ của mình nó sao nó đánh đây không thì nó chiếm mất, thì mình để cho thằng Ai Cập nó chiếm cái tỉnh này này của thằng Mo, rồi sau đó mình sẽ tính kế mình chiếm lại. Đấy, kế của mình là thế đấy, nham hiểm lắm. Không như vậy thì mình e là thằng đệ mình nó tái chiếm, thằng đệ mình nó chiếm mất chắc chắn luôn là nó chiếm được, nên là mình sẽ qua lượt đã. Ở lượt này chắc cũng không có việc gì để làm, mình đảo qua xem có công trình xây được không, mình xây thôi, chắc là không. Ở đây, ôi vùng này có nổi loạn anh em ơi, chắc là mình phải mua một thằng tướng ở đây rồi cho nó đứng ở đây đó. Đây có thằng tướng của Patria này. Hay quá, bằng không rồi. 1, 2, 3, 4. Rồi, cho mấy thằng quân đứng gác để nó tăng trị an này đã. Xem tình hình nào. Mình vẫn đang đóng một quân đoàn đây. Có lẽ mình sẽ đóng nó ở đây để cho nó có thể cơ động hơn. Chung là vẫn ở phía bắc thôi, nhưng mà chỗ nào cũng được. Rồi, chắc là không có việc gì để làm nữa rồi. Mỗi cái tỉnh này là mình vừa chiếm được thì nó thấp trị an một tí. Rồi ok, không sao. Đây thì sắp ổn rồi. Thôi qua lượt đã. À từ từ xem tình hình ngoại giao. Thế giới bây giờ rất là bất ổn. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới không được yên ổn cho lắm. Tình hình chính trị mình đang kiểm soát 43%. Các phe phái ở mức độ trung thành đều tương đối. Mình cũng chưa cần phải bổ nhiệm thêm làm gì, trừ khi nó quá thấp mình mới bổ nhiệm. Thằng này có thể cho lấy vợ à? Cho mày lấy vợ. Có thêm được con này nữa, tăng tiếp trung thành của nó lên. Thanh niên này tăng upkeep lên cho anh, giảm upkeep đi. Còn thằng nào nữa? Thằng này lấy vợ à? Cho lấy vợ hết, không thành vấn đề. Để nó tăng trung thành lên đấy. Rồi. Thằng như này. Rồi ổn rồi đấy. Phe này xem nào. Tăng lên, giảm upkeep cho anh. Em này, rồi ổn rồi. Ổn. Nói chung thì cái vấn đề chính trị thì các bạn cứ ưu tiên cho mình cái vấn đề là tăng cái trung thành của nó lên đó. Đây 55 rồi. Thằng này 38, ổn. Khi cái trung thành của nó cao thì chúng ta cũng có thể bổ nhiệm bắt đầu cho phe của chúng ta rồi. Đấy, có thể mình sẽ cho em này. Ôi 63 tuổi à? Cho lấy chồng phát nhỉ. Xem giờ này còn lái được phi kiếm được anh phi công nào nhá. Xem nào. Ui xời ơi, 63 tuổi kiếm được anh phi công 21 tuổi, tuyệt vời. Cộng trung thành. Quân lượt, nếu cái này gửi cho nó ít quà thì nó sẽ tăng lòng trung thành. Rồi chả cần. Quân của mình cái up kia bổ nhiệm nó lên nữa được. Rồi. Cái này thì nó tăng một lượt thôi, còn cái kia nó tăng nhiều lượt. Đấy. Em này xem cho lấy chồng đâu. Xem bao nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi à? Xem là kiếm được phi công trẻ nào nhá. Ôi phi công này 28 tuổi cũng được. Trời ơi. Ôi, ông này già quá rồi, chắc không cho lấy vợ được. Rồi em này 51 tuổi, xem nào. Dạo này mình toàn tuyển phi công.
Ý, phi công 23 tuổi. Đúng rồi. Thôi được rồi. Cho tuyển viên phi công rồi các bạn là cho nó lấy vợ như này thì các bạn có thể tuyển được thêm tướng mới này, các bạn nhìn đây này, đấy có thể tuyển thêm rất nhiều các đơn vị tướng mới này, Greek này, Seleucid này, đấy thấy chưa, mình có thể bổ nhiệm rất nhiều tướng mới đó, đây này đấy đó, Greek còn một thằng nữa, tất nhiên bây giờ mình chưa cần. Nhưng mà đến lúc vài thằng này nó già chết thì lại phải có tướng thay chứ, đúng không? Đấy. Thôi qua lượt đã, cho chúng nó lái máy bay thế là đủ rồi. Các bạn thấy chưa? Đúng ý của mình không? Thằng Ai Cập nó chiếm lại vùng kia rồi. Đề nghị ký hiệp ước không sắp với nhau mà lại đòi mình nắm tiền này á. Thằng này hổ báo. Đề nghị liên minh phòng thủ. No, 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 no. À, nó lại định mua chuộc tướng của mình. Láo toét. Mình cũng khá khá tiền đấy. Tăng cái này để nó tăng tốc độ di chuyển này. Những cái khác không quan trọng. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ là được bonus tiền này. Hoàn thành nhận chiếm 13 settlement, 60 đơn vị cộng 7.500. Lại sự nổi giận các vị thần, thần thánh kiểu gì làm sao đấy, suốt ngày cái nổi giận này. Bắt đầu nhỉ, mình nghiên cứu được đến đâu rồi? Nhánh lương thực có lẽ mình sẽ phải nghiên cứu tiếp một chút vào cái nhánh lương thực để mình xây dựng lên rồi đúng không? Bây giờ sang cái nhánh này để chúng ta tăng được cái công trình, tăng tốc độ nghiên cứu khoa học lên mức cuối cùng. Mình starboard thằng này lại xem như nào. Bây giờ mình sẽ lại tiếp tục chiến tranh với thằng Ai Cập. Rồi. Có điều là... để mình xem như thế nào. Chạy đến đây đã. Thì xong. Quân đoàn này chạy chưa công được. Chạy đến đây. Chắc phải lượt sau mới đánh được. Đúng rồi. Bọn này vẫn ở xa quá, chưa chạy sát đến vùng. Có lẽ để lượt sau mình sẽ đánh. Thằng này mình sợ không biết có tới không. Thôi cứ chạy đến đất của nó đã. Mình để chế độ hành quân nó không dám đánh đâu, bởi vì kể cả có đánh nó không đánh tới, bởi vì nó bị mình starboard rồi, phá hoại rồi. Trời ơi. Rồi chúng ta nâng cấp được công nghệ lên thì bây giờ chúng ta có thể nâng thành lên rồi, lên cấp 3. Mà mình không biết có đủ lương thực không nhá. Chắc là đủ. Chưa tính đâu nhưng mà chắc đủ. Hoa gà hết tiền. Chị An tăng trở lại rồi, tốt rồi, may quá. Quân đoàn này đóng đây. Để xem đảo qua cái tình hình ngoại giao ở phía Bắc này xem thế nào đã. Phía trên này nó cứ bạo loạn kiểu gì ấy. Hai thằng này lại đánh nhau này. Thằng này với thằng này lại đánh lẫn nhau. Thằng này là thằng nào? Thằng này thì đánh nhau với thằng Athen với thằng này. Mình thì đứng ở đây. Ông đệ của mình thì ông chiếm được luôn cái chỗ bên này. Ồ. Rất là... thôi, qua lượt đã. Người thấy tình hình nó ổn. My deeds will be legend. Ồ, thằng đệ của mình nó lại rút quân về nước à? Mupanya, chúng ta, con gái của chúng ta đã trở về à? Ồ. Thêm một, lại hoàn thành nhiệm vụ, lại được bonus thêm ít tiền. 35 settlement.
được bonus tiền cho tất cả các vùng này. Ôi ngọt, cái này nó tăng tăng đam này, thằng này nó làm sao đấy, mấy cái vụ rối loạn chính trị này mình thấy nó tào lao hả. 3249 nó chưa ổn, mức độ kiểm soát của chúng ta 41%, hơi thấp một xíu nhưng không sao, như vậy là ổn. À, thanh niên này 58 tuổi cho lấy vợ phát nhỉ, cho lấy vợ già rồi cũng cố tí rồi. Phe phái của chúng ta ổn, trung thành của các phe kia nó vẫn cao, lo kiểm soát 42% rồi. Thanh niên này làm gì mà chạy sang đất mình đây? Ready for battle. Ồ, vẫn chưa tới này. Có nghĩa là phải một lượt nữa. Đến đây thì tới rồi, ok. Một lượt nữa. Thôi được rồi, để lượt sau mình tỉn nó. Vùng này chị An tăng rồi. Vùng này giáp biển xây cái đền thờ Poseidon. Của mình cũng ổn. Đã qua cái tình hình ngoại giao ở phương Bắc này mình thấy nó rất là bất ổn nhá. Bọn này cứ đánh nhau loạn xạ ấy. Không biết thế nào mà lần. Ô, thằng Armenia bị thằng này. Be welcome and may Hermes. May mình cho quân đoàn đóng ở đây rồi. Thôi qua lượt. Lượt sau. Hấp diêm em Ai Cập. The portents are clear. A treaty between us. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Ờ à, được. Tạm thời mình cũng chưa có nhu cầu sử dụng cái vùng bên trên đấy. Ai. Rồi lại tướng của mình chết à? À một đô đốc hải quân. Cho cái phe Greek này nó kiểm soát bắt. Đây nhiều lắm. Sao cái gì tận 10.000 để tuyển một thằng này á? Vãi trưởng. Nó đắt thế nhỉ? Bây giờ phe của mình thì bây giờ không mất đồng nào nhưng các phe tuyển tướng bây giờ mất hơn 10.000. Đắt thật. Chả cần tuyển, cho chúng nó lấy vợ lấy chồng là chúng ta lại có tướng ngay, cần gì. Mà nhiều này rồi cần gì. Rồi chúng nó đang bị thiếu lương thực và đang để thêm quân à. Rồi. Anh em chạy vào đây đã. Rồi. Bây giờ chúng ta muốn chiến tranh lại với thằng Ai Cập thì có gì khó đâu. Đề nghị qua thằng này này. Đấy. Đề nghị cùng tham chiến chống lại Ai Cập. Chắc có chịu thôi mà. Đấy. Chúng ta lại có chiến tranh với Ai Cập luôn. Vâng, cái trận nó easy như này thì chúng ta cũng chẳng cần phải đánh làm cái gì cả. Quân của nó thì đang bị mất quân, chúng ta thì đến tận 4 quân đoàn. Rồi. Mấy thanh niên này không mất quân. Tướng mới được bổ nhiệm phát lên cấp ngay.
thắng trận như này là chúng nó sẽ lại ăn mừng. Thắng trận phát là tướng nó lại tăng trung thành đi ngay. Rồi chúng ta sẽ sửa lại vùng đất này. Rồi cái vùng này là vựa lúa mì của chúng ta đây. Chiếm đây, đây còn một vựa lúa mì nữa. Quá easy. Xong. Thế là xong thằng Ai Cập. Và chúng ta đã kiểm soát được toàn bộ vùng Ai Cập này rồi. Rồi, ui, quân đoàn cấp 4. Đây, chúng ta tăng vào cái campaign nhất này, nó sẽ tăng cái khả năng tấn công và phòng thủ cận chiến cho các đơn vị lính Hellenic. Rồi, tăng vào đây để tăng quãng đường di chuyển. Rồi, chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn một tỉnh. Xây cái điện thờ lên cho anh. Tăng nhanh trị an vùng này. Trời ơi, vùng này nó toàn tăng thu nhập này. Vãi thật. Đó, một cách khá là đơn giản để chúng ta muốn chiến tranh với một nước khác. Và bây giờ mình sẽ xuống, mình có thể mình sẽ xử lý cái thằng Mog ở dưới này. Cho ba quân đoàn này chạy xuống trước ấy. Có lẽ chỉ cần một quân đoàn đi tấn công là được à? Mình nghĩ là vậy. Không cần nhiều quân lắm đâu. Đảo qua tình hình thế giới mình xem cái bọn trên này. Rồi thằng này nó lại tái chiếm được lãnh thổ đây rồi. Thằng này ở đây. Hai thằng này cứ đánh nhau chết chóe. Ô, thằng Armenia về thành dưỡng sức rồi. Thằng này. Welcome. The day is already old and there is much to do. So if you have words, speak them. Chuyện, chịu không? Không chịu à? I give you greeting and my attention for the next few minutes. Make your case, but without a lawyer's tedium. Nhưng mà nó ra biên giới mình be thì welcome, lẽ... and may Hermes bless your words with appropriate speed. Tặng cho nó 500 đồng phát ra. Lấy cái điểm ngoại giao thế. Nó giáp biên giới với mình thì mình phải làm nào thân tăng cái điểm ngoại giao lên, không còn gặp nguy hiểm đấy. Không thể coi thường được. Rồi. Tiến nhanh xuống khu vực phía nam để giải quyết cái thằng bò. Cái này chúng ta sẽ có 3 sự lượng tăng 20% thu nhập từ công nghiệp, từ giao thương, hay là từ nông nghiệp và cộng 1 phút. Cái này đi. Parkia và thằng kia. Đây, chúng ta sẽ cộng vào cái này để nó tăng tiếp 40 điểm ngoại giao với các faction khác đấy. Đây, cái này rất quan trọng. Chúng ta rất cần cái này. Ôi, spy chúng ta chết rồi. Tuyển theo thằng spy khác. Chắc già quá, dẹo. Các spy đi Sairanger. Cộng 10 nữa này. Em này chạy vãi trưởng luôn này. Rồi chúng ta sẽ cho quân đoàn này của chúng ta xuống phía nam. Mình để xem cái vùng Ai Cập này nó ổn định một xíu thì bắt đầu mình sẽ rút quân đoàn kia. Chắc mình sẽ phải cử quân đoàn đi sang Trung Đông. Mình thấy cái tình hình bên Trung Đông nó không ổn chứ nào. Thôi đã. Xem nào. Cộng 10. Rút ra có ổn không? Cũng 3 ổn. Có thể rút đi được rồi. Cho thêm em Aegon này. Em này thì phải sang đây. Mình thấy lãnh thổ mình có vấn đề. Thứ nhất là thằng này nó đang rất không ưa mình và có khả năng nó sắp đánh nhau với thằng đệ mình. Nó đánh mình thì nó không đánh được, nhưng mà nó đánh thằng đệ mình. Có thể mình sẽ phải đưa quân ra đấy để bảo vệ nó. Bên này thì ok. Thằng này thì nhưng nó lại không thân lắm với thằng đệ này của mình. Chưa biết tình hình nào.
tạm thời mình cứ nó chưa để đánh nhau được đâu. Thằng này nó cũng đang chiến tranh với thằng Ai Cập. Thằng Ai Cập vẫn ở đây, chưa hết hẳn. Rồi, chắc còn một cái thuyền gì đấy. Tăng lên đã, có thêm lương thực đã, không kiểu hết lương thực. Mình chiếm được chọn cái vùng Ai Cập này là mình đã rất giàu rồi. Tại sao thì vùng này thu thuế chứ nhỉ, tăng trị an rồi. Bởi vì Ai Cập nó có hai vụ lúa mì, nên là nó tăng lương thực cho chúng ta rất là nhiều. Đấy, mình ra tính cho quân đoàn này sang Trung Đông để ổn định cái khu vực ở đây này, và đề phòng nếu thằng kia nó dám tuyên chiến thì mình vẫn có quân để yểm trợ. Đấy, qua lượt đã. Có một cái sự kiện gì đây? Cái này nó sẽ tăng 4 public order cho tất cả foreign, tăng 10% tốc độ nghiên cứu trong 4 lượt, tăng 50% thu nhập từ lô lệ và 10% từ đúng rồi, từ lô lệ, tăng từ nông nghiệp và tăng food. Bonus này ngon nhỉ, cái gì cũng ổn. Tiền thì cũng tốt. Gì đây? Phương Bắc. Thằng này, hai thằng này bỏ chiến tranh với nhau rồi. Thằng này thì lại chiến tranh với thằng này rồi à? Ôi giời ơi. Thằng khỉ này. Vùng phương Bắc này không thể yên ổn được cả. Vài cái gì mình cứ giải quyết khu vực phía Nam đã, rồi tính cái khu vực phía Bắc sau. Chúng ta không thể chiến tranh quá nhiều nơi được. Rồi, tiến quân xuống đây. Ok, có thằng đứng ngay trên đất của mình này. À, biên giới thôi, nó chưa phải đất của mình. Cho em này vào quân đoàn này cho nó đi cho nhanh. We hunger for battle. March. We hunger. Cho em vào quân đoàn đi cho nhanh phát. Xây dựng nhà cửa đi đã. Nâng tiếp đền thờ Procedom lên. Lương thực của chúng ta rất dồi dào, chúng ta không phải lo lắng nhiều. Đây rồi. Các công trình. Lượt. Giải quyết nhanh khu vực châu Phi. Mình e khu vực phía Bắc thì mình chưa biết thế nào. Ôi, mình đoán không sai đúng không? Nó chiến tranh với thằng đệ của mình rồi. Liệu việc như thần luôn. Đúng thật. May mình cho quân đoàn nó di chuyển dần. Ôi lại chết mất một tướng Seleukid. Seleukid. Rồi. Tuyên chiến với thằng đệ mình rồi. Chắc mình phải cho quân đoàn này sang đây thật. Đúng rồi, quá chuẩn. Con khỉ gió này. Nó đâu rồi? Nó cũng chưa công đâu đúng không? Thôi rồi. Thằng này cứ đứng gác đây đã. Lượt sau sẽ đến có việc của mày. Quân đoàn này thì bỏ tắt chế độ hành quân đi nhá. Để chế độ thường à. Chắc mình sẽ tuyên chiến với thằng Mo này. Rồi. Nó chỉ có một đơn vị quân. Chiến luôn. Chạy đi cu. Your next command. Rồi. Ready for orders. Chúng ta sẽ chia giải quyết nhanh cái thằng Mo. Ready for battle. March. At your command.
The way is blocked. We... Rồi, nó có 3 thằng tham chiến rồi. Thôi rồi, còn một thằng. Một thanh niên bị sót. Không sao. Rồi, không sao, một thanh niên bị sót. Cứ cho quân nó được đánh trận như này thì nó sẽ tăng trung thành lên rất là nhiều các bạn. Vâng. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến tiếp xuống đây. Tiến tiếp xuống đây. Rồi. Nó không có nhiều quân lắm đâu. Nào anh Mo, tiến tiếp xuống, lượt sau mình sẽ đánh nốt vào thành của nó. Anh cập tăng cái này lên đã để có thêm lương thực. Công trình này nó không trừ cái gì cả, chỉ tăng không bị trừ. Không tội gì mà mình không tăng. Đâu rồi, càng quá nhỉ. Thằng quái quỷ ấy dám tuyên chiến mình. Khả năng mình sẽ giữ đất cho để nó chiếm vùng bên này. Thực ra cái vùng tăng 20% tốc độ nghiên cứu về dân sự hay quân sự. Mình đang nghiên cứu, à mình sẽ chọn sang nghiên cứu quân sự. Tại sao thì đây mình nghiên cứu xong nhánh dân sự rồi. Nhánh dân sự mình đã nghiên cứu xong rồi. Đây, bây giờ mình có thể nâng được công trình nghiên cứu khoa học lên đầy 4. Vâng. Đấy, còn bây giờ vậy tính em này. Ủa, quân đông phết nhỉ. Chỗ này chắc khó đánh tay đấy. At ease, men. March for the gods. Acha. Có quân gì đâu? Toàn mấy thằng cung thủ này, tao cho ngựa đi lùa một phát thì chết. Chiếm. Chắc cái trận thành chính của nó chắc to. Ôi, thằng này tướng của nó nhìn hay phết nhỉ, cưới hổ báo này. Sư tử. Quẩn. Tu mất tốn quân nhiều thế. Sửa lại nhà cửa thôi. Sửa lại nhà cửa đã. Và chúng ta sẽ nâng các công trình này lên này. Hết mất tiền rồi, không nâng cấp được tiếp rồi. Rồi. Thành chính này của nó đông quân không nhỉ? Change spy đi trước, do thám. Giải quyết nhanh khu vực này để còn sang đánh nhau với thằng bên này nữa. Nó chiếm đất của thằng đệ mình, sao thằng đệ bỏ thành đi đâu ấy? Thằng đệ của mình là dân Trung Đông, nhìn là biết chiến tranh. Cho con spy này nó sang đây để nó do thám trước đã, xem tình hình quân địch là thế nào đó. Ôi giời, mỗi thế này thôi à? Xây nhà thờ. Tiến đây đã.
Tạm thời miễn thuế vùng này cho nó đỡ bị tăng public order. Lượt sau chúng ta sẽ đánh thành nó. Lần này chắc phải hồi quân. Đây rồi. Công trình thứ hai. Ồ, công trình thứ ba. Công trình thứ tư. 8.000 một lượt. Chúng ta khá nhiều tiền. Xem cái thằng Fabric để sao nó chiến đệ mình. Đệ mình nó vẫn có quân đây mà nhỉ. Vẫn ổn. Thằng này quân của nó giống hệt quân mình. Hai thằng đệ này của mình quân của nó rất giống mình. Rồi. Thanh niên này rút về đây cho anh. Còn thằng này mình lên gác. Chưa thấy nó dám động binh. Xem tình hình ngoại giao, nhất là cái khu vực phía bắc. I am honored to receive this embassy. Trey. Now we can drink and give thanks to Dionysus for the wine. We have agreement. Rồi, ổn. Mà đây mới là lo này, thằng này nó chiếm được nhiều đất quá. Nó đánh nhau với cả một cái liên minh rộng này. Mình thì đang ở một cái thế nó cũng tương đối thôi, nhưng mà có thằng này. Ai xì. Hai thằng này chỉ tranh nhau. Hay quá, chúng nó có bận việc để làm rồi. Nó có việc để làm rồi, nó sẽ không đánh được mình đâu. Galatia chiến tranh với thằng đệ của mình. Điên thật. Không thằng nào dám đánh nhau với mình, nhưng nó toàn đánh nhau với đệ của mình. Rất may là mình đã có một quân đoàn đóng sẵn ở bên trên phía bắc này. Bác ô mèo à? Cái này bác ô mèo. Mấy cái sự kiện này nó chỉ trừ của mình tí xèng thôi mà. Thằng này chắc mình phải đàm phán hòa bình với nó đã. Are you brave or foolish, or just mad? Well, speak. I will listen. Hay quá. I can sense that the gods smile on our agreement. Đòi nó tí tiền thế nào? This is an honorable matter. 2.000 nó không chịu. 1.500. 1.000 rồi, ok. Tao tự dưng nó chiến chiến. Nó chiếm mất một cái tỉnh này của thằng đệ của mình. Rồi chúng ta đã cần tạm thời hòa bình đã. Mình chưa muốn có chiến tranh ngay bây giờ. Chiếm mất một tỉnh là đệ mình. Đệ mình. Kể ra để nó chiếm nốt cái tỉnh này hay nhỉ? À không, tỉnh này thằng đệ nó kiểm soát hai tỉnh này. Rồi. Cứ từ từ, mình nghĩ là mình sẽ giải quyết thằng này, nhưng mà không phải lúc này. Để xem tình hình nào, phía bắc thì mình cứ tạm thời mình sẽ cố gắng đàm phán hòa bình để có thể hòa bình được càng nhiều càng tốt. Còn phía nam thì mình đang phải tấn công. Đồng thời mình cũng phải phát triển nữa. Phía bên này đang chiến tranh. Ông đệ mình, ô hay quá, mang quân đi à? Ôi nó vác quân ra đây này. Đây có quân đoàn đây rồi. Ở đây thì có thằng này vác rồi, không sợ. Rồi ok. Ôi nó kéo hai quân đoàn lên. Ôi, lạc đà này. Kinh không? Lạc đà chiến. Lạc đà bọc giáp hẳn hoi. Ôi thằng này nó kéo quân lên đây à? Ôi nhưng mà mình chiếm thành của nó phát là nó bị hủy diệt thôi mà. Các cái faction nhỏ này cứ mất thành là bị diệt. Không giữ ở nhà giữ thành còn đi đâu em ơi. Không ở nhà giữ thành còn đi đâu em ơi. Bọn này thì có vẻ ít quân đấy, nhưng mà mình nghĩ là thằng Ascum này này
chắc là đông. Nó chưa bị diệt à? Hô. You can call me. Cầm chân nó lại cho anh. Sabotage. An excellent choice. Ready for orders. We hunger for battle. Chúng ta đã kiểm soát được cái tỉnh này. Và hai con chuột này đi. We hunger for battle. Quay về chiếm lại tỉnh nè cu. Ready for battle. March. At your... We hunger for battle. Gathering supplies. Nó bỏ tỉnh nó đi. Nó quay lên đây nó đánh vào đây thì hơi dở cho mình nhỉ. Mình không có quân nữa. Đây thì quân đoàn này nó buộc phải đứng ở đây để phòng thủ rồi. Quân đoàn này ra đây. Vùng này thì trông bí quá, có thể cho quân đoàn này sang bên bờ bên kia phòng thủ. Chắc chưa đến mức đó. Nó sẽ tấn công ở đây trước này. Ai cặp vẫn ở đây à? Ai cặp vẫn lơ thang ở ngoài này à? Vô gia cư à? Rồi, qua lượt. Ồ. Lại có chiến tranh. Các vị thần à? Favor của các vị thần. Tăng thêm quest và tăng grow. Ơ ngon. Xây công trình cộng đồng lên này. Starbot đã cho anh đã. Đừng có để xịt nữa. Rồi. Ready for battle. Nó đang chế độ hành quân đúng không? Nó đang chế độ hành quân thì nó không thể chạy được. Không thể chạy được. At your command. Khử nó cho anh. Rồi, giải quyết lốt. Nó đánh một trận cho vui nhỉ? Sao mình lại cứ auto làm gì? Một trận ambush. Tiếc là chúng ta toàn đội hình pha lăng này kia thì ambush nó cũng không được hiệu quả lắm. Mà nó toàn lính nó cũng chả có lính tầm xa. Không có lính tầm xa. Có đúng một đội quẩy đá. Trời ơi. Tiến vào đấy cụ. Trận này thì chúng ta không những thế, chúng ta còn có thể xây bắn đá chắc là vô dụng. Hầm trông bẫy đá cuộn rơm. Tác dụng chính là ngăn kỵ binh của nó thôi. Kỵ binh của mình đi xa vào đây.
Không cảm lại sập chính bẫy của mình, chết tòi. Trông. Rồi. Hi. Rồi. Tarantin Cavalry. Bắn. Bắn nào. Trời ơi, xong rồi đội hình pha lăng, khổ thật. Bắn tướng cho anh. Xong ở đây kìa. Xong ở đây dính trông chết này. Nhìn thấy trông không vào được. Khổ thân con ngựa. Vào thì chết. Rồi. Ăn làm sao được. Tarantin Festus. Ra đây. Pháo của chúng ta dừng, không cần bắn nữa. Mấy con ngựa của nó thì xong rồi. Nó xông vào nguyên bị đây này, dính phải trông chết gần hết. The enemy general is dead. Stop. Úi dồi, đội hình pha lăng. Hãy giảm với anh châu Phi, đẹp trai vãi. Hiếm có khi mà mình được xếp được cái đội hình như này. Ây à. Bọn kiếm nó còn ném lao nữa cơ. Bọn tổng kiếm này nó còn ném lao. Sau đây để cho nó khỏi có tàn quân, không là nó mà để còn tàn quân còn sống sót là mình mất nhiều quân lắm. Ô, mấy con ngựa của mình chạy qua cái này còn bị chết không nhỉ? Mình chưa kiểm tra. Ui hồ. Quân của mình là một sự lai hợp giữa phương Đông và phương Tây. Khi nó có các cái đơn vị lính của phương Đông đây, như Vestian, quân cụ của Vestian. Sau khi đó lại có lính pha lăng, đội hình pha lăng của Hy Lạp. Sự lai giữa phương Đông và phương Tây. Tarantin Festus, đội ngựa. Các này nói là gần như faction Hellenic nào cũng đều có đội ngựa này. Thôi rồi, chắc trận này xong rồi. Chắc là tiêu diệt 29 đồng chí hy sinh. Mấy anh châu Phi này thì nói chung mấy anh châu Phi thì đặc điểm chung của bọn châu Phi đó là lì đòn phết đấy các bạn ạ.
không đùa này. Giờ chúng ta giải quyết xong cái thằng mo. Rồi, Khút, tên nó là Khút rồi. Mo là cái tên tỉnh ở đó thôi, đúng không? Rồi, tăng vào cái này để tăng tốc độ phục hồi, tăng vào đây để di chuyển nhỉ. Rồi, tăng vào di chuyển đi. Mình đang đứng trên cái vùng đất xấu. Lại chạy về đây. Hồi quân đã. Dưới này còn một anh Askum. Mình cần phải thống nhất cái tỉnh này. Hôm nay giáp biển xây cái điện thờ thần Phô Sư Đông đi. Phía Bắc này ngán ghê. Ôi xả, thằng này nó chiếm được đất đây rồi. Quân đoàn này chuẩn bị nam tiến. Đóng đây. Kiểm soát toàn bộ cái tỉnh này cho anh. Ông đệ mình ông đang vây ở đây à? Rút khẩn trương không anh đánh cho mày chết bây giờ này. À, xây dựng nhà cửa. Ai Cập. Nước thực của mình ổn, mọi thứ ổn. Arababia vẫn đang bị âm, nó cứ để bỏ miễn thuế cho nó một tí. Miễn thuế cho dân nó mừng. Tình hình chính trị sao nào? Em này già quá chết rồi. Lấy chồng nó cũng kịp lái phi công, làm phi công một thời gian. Cộng 3 trung thành cho phe mình. Xem có phe khác à? Ủa xì cà vũ chỉ. Cứ bổ nhiệm đi. Tăng mấy cái này lên. Bốn, năm. Năm thì chứng tỏ có một thằng chưa lấy vợ à? Đúng rồi. Chính xác. Bao giờ số nữ số nam nó phải cân bằng với nhau. Rồi, cứ bổ nhiệm cho chúng nó. Đây có 1, 2, 3, 4 nữa này. Có thằng chưa lấy vợ. 46, 47. Trung thành cao. Kiểm soát chúng ta ở mức 41. Mình sẽ... Không, tất cả mọi thứ ổn, bắt đầu vào. Cứ để cái chính trị ở cái mức độ này là được. Mình nghĩ là vậy. Một này là... Qua hết tiền rồi. Qua lượt đã. Gì? Đề nghị hòa bình á? That my lord looks to end the war. Ta lại không thích hòa bình nữa thì làm sao? Dám tuyên chiến với anh. Mình đang muốn kiểm soát Ả Rập Xê Út. Ôi ôi. Thằng này chiến tranh thằng đệ mình bên này rồi. Tăng cái chuyển đổi văn hóa này. Cộng 10 chuyển đổi văn hóa và trừ 20% public. Cái giảm âm cho public order. Hay là trừ 50% cho tất cả các vùng. 10% là chuyển đổi văn hóa. Chọn cái này đi, cái này nó mỗi thứ một tí. Ông đệ của mình ở bên kia, ông đệ đang chiến tranh à? Ô, đây. Nó có
có một full tech đây. Không để mình đây có 15 thằng. Thôi tạm thời mình nghĩ là đàm phán hòa bình với nó đã. Greetings, friend. Let us use our time together. Mình nghĩ là đàm phán hòa bình với thằng này trước đã. In time, two things always smell. Fish and uninvited guests. Nó sợ mình. Speak quickly then. Ấy, 2000 nó chịu. Lose interest and my breakfast. Ui, nó rất sợ mình. 4000 vẫn được này. Xù. 5000 vẫn được. Ồ. Tối đa mình chỉ đòi được nó 5000 thôi à. Thêm một cái hiệp ước giao thương. Bắt nó làm đệ thì nó cũng chịu rồi. 5000 đòi nó 5000 nó vẫn chịu. Còn ở mức cao đấy chứ. Rồi. Thằng này. Welcome friend. Welcome. Thằng này nó đang chiến tranh với thằng phía trên này. Chúng ta đang có hai thằng he thằng viên nó tăng bút. Rồi. Yên bình thì đã để có chiến tranh vội. Thì anh giải quyết xong dưới này đã, rồi anh sẽ giải quyết giúp mày. Chứ gì mày đã đòi đánh nhau này, chết anh. Mình phải hồi phục quân đoàn này lên đã. Trừ 8. Không sợ lắm, trừ 8, trừ sợ lắm. Cho em spy để xuống đây xem nào. Commander. Vùng này lượt sau so một số công trình chắc là ổn. Lương thực của mình bây giờ cũng khá. Xây một cái điện thờ đây đã. Sổ. Các vùng của mình ổn hết. Mỗi vùng này đang bạo loạn tí thôi. Lần luôn. Có thằng này. Rút quân rồi à? Nó rút quân thế sao nhỉ? Chưa rút. Của anh. Dám đánh nhau với đệ của anh. Nó có những đơn vị quân Vset Spearman. Khá là hay nhỉ. Royal War. Ái xà, mấy thằng này mạnh đấy. À không sao. Trận này tướng của chúng ta cưỡi voi cơ mà. Để xem tướng cưỡi lạc đà của nó đánh nhau với tướng cưỡi voi của chúng ta như nào. Tướng của chúng ta nhìn chất vẽ lúa. À, nó lại không thủ thành mà nó ra ngoài à? What? Sau đây mình có 3 đơn vị spy này. Mình mua nhầm rồi. Mua nhầm. Đúng thật. Mua thừa kiếm mà thiếu spy. Ôi chả sao. Cho hàng kiếm này nó ở hai bên này được. Thừa kiếm thiếu spy. Battle group awaiting orders. Parisian archers. We await your orders. Battle group awaiting orders. Nào để xem tướng quân của chúng nó mạnh cái nào. Dán lò mò ra phía sau đấy không? Dán mò ra phía sau anh cho mình chết luôn. Đây. Bạn nhìn này. Faction này voi. Voi chiến. Bây giờ thỉnh thoảng mình chơi Rome 2 mình cũng phải bắt được thằng này làm chư hầu hoặc là cái thằng Bakshia làm chư hầu để mình tuyển cái đội voi này này. Voi bọc giáp của Ấn Độ đấy. Voi mạnh nhất của game này luôn đấy.
trên lưng còn có mấy thằng bắn cung nữa, có thằng bắn cung nữa. Cái thằng này nó hò hét gì đấy? Nó có nhiều cung thủ không nhỉ? Thấy nhau ở sa mạc ở Trung Đông này, lúc nào cũng thấy sa mạc nắng cát. Được cái nó toàn bộ binh. Lạc đà bọc giáp nhá. Hẳn là lạc đà cơ. Rồi vào tầm cung tên chưa? Chưa vào tầm bắn của cung thủ à? Đạo này của nó vẫn còn nhiều quân nhất bắn trước. Bộ binh của nó đang xông vào. À, chúng ta đang có che khiên mà. Kệ cho nó xông vào. Chưa, áp sát đã thì mới bật pha lăng được. Pha lăng. Bắn vào tướng nó cho anh. Đây rồi. Mấy anh em xem màn biểu diễn rồi. Tarantine Cavalry. Armored Elephants. Armored Elephant. Armored Elephant. Càn cho anh. Ôi, xe tăng. Ui, xe tăng. Tiến lên đây. Sướng thế. Xe tăng đâu rồi, ủi. Cho mấy con xe tăng này đi ủi sướng thật đấy. Chưa kể bên trên nó còn được trang bị thêm thằng bắn cung nữa nhá. Đấy, đang cung thủ. Nó lùi lại đây. Ui, một cú xông của con voi chết 196 thằng cơ mà. Ui, sợ không? Mới chỉ có một phát sốc thôi. Ủa, báo vãi trưởng. Chơi tướng cưỡi voi này nhìn trông chất phết nhỉ. Kể ra từ đầu mình chơi tốt. Wow, nó lên thành cấp 4 rồi này. Phá này đi, xây cái điện thờ. Bên này ông đệ của mình ông đang đánh à? Rồi, cứ để ông đệ của mình ông làm cho nó làm được cái gì đấy. Ở đây thì chắc hết lượt rồi. Có gì xây dựng được thì xây thôi. Hết rồi.
qua lượt đã. Anh em thấy thú vị không? Để voi chiến nó đánh gì? Your support was welcome in times gone. Thằng Sparta tự dưng mặt nó sầm xì rồi này. Take this subsidy. Chi cho mình 2000 để được hòa bình. Mình muốn nhiều tiền hơn. Không chịu à? Thực ra mình chỉ mức mình cần rồi ơi, một tướng dẹo rồi. Trừ 1 Groperton. Trừ 10 khả năng sinh có con. Vãi trưởng. Cho tướng cưỡi voi đi cho chất. Được. Cho tướng của mình cưỡi voi nhìn cho chất. Chúng ta lại chưa nghiên cứu lên cấp này để có thể sửa được. Thôi được, kệ nó. Đây gì? Phía bên đấy thì đang bị thằng đệ của mình nó hành. Xem tình hình anh Ascum dưới này thế nào đã. Ái chà, hai quân đoàn đấy các bạn ạ. Đánh vào là cũng hơi mệt đấy. Cộng 2 rồi này. Tăng cái này lên. Tăng cái này lên để nó tăng public order. Cộng 2 chị An. Mình nghĩ là mình phải cho quân áp sát đây đã. Chưa nên đánh nhau vụ. Đấy, mấy đàn đệ này nữa. Không sao, chúng ta ăn được. Nó có hai quân đoàn, chúng ta sẽ đánh từ thằng 1. Rồi. Không sao, chúng ta sẽ có cách. Đây rồi. Lần cái này lên chúng ta sẽ có cung thủ Syria Archer. Nếu mà được thì có khi để cho cái vùng này là vùng phát triển quân đội của mình hay nhỉ. Hay vùng này. Vùng này thực ra nó không có cái gì luôn. Tăng public order, hôm nay nó giảm mỗi phí xây dựng. Vùng trọng điểm quân sự của mình. Nếu chọn một cái vùng chuyên để phát triển quân sự thì cứ từ từ. Hoặc là cứ để qua lượt đã xong để mình tính đấy. Chưa biết tình hình nó như thế nào. Chưa biết là nó cũng không có nhiều vấn đề lắm đâu, nhưng mà you should welcome an offer of thanh niên này còn đề nghị chơi mình. Anh sắp đập cho mày te tua rồi mày còn đề nghị chơi với anh. Mày đúng là chẳng biết thời thế là gì. Trừ 20% cộng hai fish theory của mình. Cấp 8 này. Cái này nó sẽ tăng tiếp 60 điểm vào điểm ngoại giao. Ôi ông này chết mất chính trị gia đây rồi. Chắc là mình sẽ phải tuyển lại một em nữa. Upkeep à. Chuyển đổi văn hóa này. Trên thuế này. Up kit thì nó cũng không nhiều lắm nên là không quan trọng. Cộng thu nhập từ chơi và xây dựng. How can I serve you? Nhánh này
tăng trung thành này. Và một cái ruộng nữa đây. Thế là xong. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi tiếp các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.